Jisoo hí hửng selfie cùng fan thì bị Jennie gạt tay, thiếu tôn trọng hay còn lý do nào khác? Jisoo là một trong những idol K-pop nổi tiếng cưng chiều fan, cô nàng không ngần ngại tiếp cận các Blink và chiều lòng họ hết mực. Tuy nhiên, chính sự vô tư này suýt nữa đưa Blackpink vào thế khó. Tuy là chị cả của nhóm nhưng Jisoo lại là thành viên thích hành động đáng yêu đối với người hâm mộ. Trong khi đó, Jennie dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại tỏ ra vô cùng trưởng thành và sành điệu. Cụ thể, trong một buổi biểu diễn khi Jisoo cầm điện thoại cá nhân của người hâm mộ và bắt đầu quay một đoạn video của chính mình, nhưng lập tức Jennie đi qua đã nhanh chóng gạt tay Jisoo xuống để ngăn cản hành động này. Lúc đầu Jisoo có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó cô nhận ra sai lầm của mình, cô đang cầm một chiếc iPhone của Apple. Lý do là bởi Blackpink đang làm đại diện cho một hãng điện thoại, nhưng Jisoo lại đang cầm trên tay chiếc điện thoại của một thương hiệu khác. Hẳn là cô chị Jisoo đã quên mất việc này, nên cứ vô tư cầm điện thoại của fan không nghĩ ngợi. Jennie đã rất nhanh và tỉnh táo mà cứu Jisoo một màn thua trông thấy, nhưng không ai biết Jisoo có bị quản lý mắng không nữa. Bên cạnh đó, cô em Jennie cũng không quên cười trêu chọc trước sự ngơ toàn tập của chị cả Blackpink. Khoảnh khắc Jennie hất tay Jisoo khi chị cả Blackpink vô tình cầm nhầm điện thoại hãng đối thủ trong concert để tránh cho Jisoo sự cố tai hại, đã minh chứng cho việc tình cảm chị em Jisoo vô cùng gắn bó. Mặc dù Jennie không thể cầm được tất cả điện thoại của người hâm mộ, nhưng tình yêu của Jennie dành cho các Blink luôn đầy ắp. Có thể nói Jisoo và Jennie được biết đến là một cặp chị em thân thiết nổi tiếng trong làng nhạc K-pop vì luôn thể hiện sự thân thiết trước công chúng mà nhiều người rất tò mò liệu mối quan hệ của Jisoo và Jennie ngoài đời thực sẽ như thế nào. Trong Blackpink, nếu như Rose và Lisa thường dính như Sam, thì Jennie và Jisoo cũng thân thiết, gắn bó với nhau như hình với bóng mọi lúc mọi nơi. Dẫu tính cách có phần khác biệt khá nhiều, nhưng Jisoo và Jennie vẫn giữ vững được tình chị em trong suốt thời gian làm thực tập sinh, cho đến hiện tại khi đã là những idol hàng đầu K-pop. Trong khi Jisoo mang nét tưng tửng, tinh nghịch, thì Jennie lại nhẹ nhàng, trầm tính hơn ở ngoài đời. Hơn nữa, fan còn phát hiện cô chị cả rất mạnh mẽ gan lì, còn Jennie lại có hơi nữ tính nhát cấy hơn. Nhiều người còn cho rằng những khác biệt trong tính cách của Jennie và Jisoo đã bù trừ cho cả hai, khiến hai nữ idol có thể dễ dàng trở nên thân thiết và duy trì tình bạn lâu dài như thế. Không phải ai cũng biết rằng Jisoo và Jennie hợp nhau đến mức chỉ mất có 3 ngày để bắt đầu tình bạn này. Đặc biệt, cả hai còn bắt đầu trở nên chơi thân từ lúc tắm chung với nhau. Cụ thể, trong tập 87 của chương trình Norwin Brothers, Blackpink làm khách mời, Jennie đã tiết lộ ngày mà cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Chỉ mới là ngày thứ 3 kể từ khi tụi em quen biết nhau, bọn em ở trong phòng tắm và cùng ngồi nói về giấc mơ của mình. Chúng em nói về những mục tiêu trong tương lai, Jennie chia sẻ. Sau sự kiện trần trụi đó, Jennie và Jisoo bớt ngại ngùng và trở nên thân thiết, đặc biệt hơn là từ khi họ trở thành bạn cùng phòng trong ký túc xá. Dù bạn bè có thân thiết cỡ nào thì đôi khi cũng xảy ra một số cuộc cãi vã, Jennie và Jisoo cũng không ngoại lệ. Jennie Blackpink đã từng trả lời một câu hỏi trong một buổi fanside về điều gì sẽ xảy ra khi cô ấy cãi nhau với Jisoo. Dù không thường xuyên cãi nhau nhưng đôi khi họ cũng có những bất đồng như những người bình thường khác. Tuy nhiên, câu trả lời của Jennie khiến người hâm mộ khá bất ngờ. Cô ấy tiết lộ rằng cô ấy không làm bất cứ điều gì để hòa giải và thay vào đó, cô ấy sẽ tức giận với Jisoo. Cả hai cô gái đều có cá tính mạnh mẽ nên đôi khi lòng kiêu hãnh của họ có thể cản trở. Có lẽ Jennie đang đợi người lớn hơn xin lỗi trước. Tuy nhiên, sau cùng thì cả hai vẫn hòa giải và trở lại thân thiết như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Con gái vốn dĩ là thế mà. Từ những thực tập sinh cho đến hiện tại là những idol hàng đầu, đã nhiều năm trôi qua, song Jennie và Jisoo vẫn giữ nguyên tình bạn thân thiết đáng ngưỡng mộ. Sở hữu quá nhiều khoảnh khắc đáng yêu bên nhau mà Jisoo, Jennie, Jisoo cũng trở thành một couple đình đám được người hâm mộ ship cực lực.